9 huyền thoại biết xem nhẹ tài năng nhất lịch sử. Cô bóng đá 24 giờ tìm hiểu xem đâu là 9 huyền thoại biết xem nhẹ tài năng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Số 9, Xavi Hernandez. Số 8, Jorge Hagi. Số 7, Miroslav Klose. Số 6, Dunga Dunga. Số 5, Matthias Sammer. Số 4, Denis Awin. Số 3, Yuri Djorkaeff. Số 2, Alessandro Costacota. Số 1, Ray Palo. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.